chaud. Để chúng ta dùng tên nội đi. Để chạy quay đi. Cả tại chào thầy giáo, cho giờ sân nghỉ rồi à? Thầy giáo đi xa nhà em ăn cơm chưa? Đi xa nhà em ăn cơm chưa? Tí về giải học để giải học tiết. Đi. Đi xe mà. Đường nó khô hôi rồi. Đi. Đi xa ăn chưa? Đi về cô ơi. Dễ đâu rồi? Dạy đâu rồi? Không cần khâu đi. Không. Để xe ra nhé, đi bộ nhé. Ô sẽ khâu mà em thua kiến nó đi bỏ chạy thanh. Nó chính thôi ha. Ôi dù tao bia thì đi đều dếp vào nhá. Nhiệm mà cho nhiệm một kịp lao ra nhiệm tay nóng u đó nhiệm xem ok rồi đấy về nhà thấy đâu ơi về nhà đi vào nhà đi không sao đâu. Thank you.
nó bớt rồi, mơ rồi ngủ lại, lại kẹp lá hậu nữa, lại kẹp lá hậu à, là không có điện, lại lá hậu, lại lá hậu giống thế. Anh ạ. Gạo rồi, gạo về hết rồi, gạo chỉ còn một tí thôi.
我老跟着，我老跟着。好老气啊！啊，落去靠近那落刀啦！起，起。Đây chúng tôi dùng tên nó đi. Mình chả ôi đi. Cả tại. Tạ thử ăn thịa thôi nhá. Hôm nay ăn trưa thì cũng tạ thử ăn thịa thôi nhá. Mời. Ra xong rồi nha. Này thì chỉ cũng nó ok mà chỉ vu chứ nè. Cũng nó ok. Ôi giời lộn mũi vậy ní. Thả ra cơ. Phải thả ra cơ nhá. Rồi chưa? À thiệt tạ nó thả ra không? À được mà.